Rồi, xin chào cô chú anh chị và các bạn. Hiện nay thì chúng ta đang trên đường Trần Hưng Đạo hướng về chợ lớn. Nhưng mà hôm nay chúng ta sẽ không đi chợ lớn mà chúng ta sẽ đi lên đường Nguyễn Trãi, Quỳnh Mẫn Đạt quẹo phải ra hướng Nguyễn Trãi ha, quận 5. Thì trên đường Quỳnh Mẫn Đạt này cũng có rất nhiều cái quán ăn, ăn sáng, ăn trưa, ăn tối. Đặc biệt là buổi tối bán nhiều lắm. Thì hôm nay chúng ta không đi ăn, đi uống nữa, mà là đi trên đường Nguyễn Trãi đến cái chỗ căn nhà số 211 Nguyễn Trãi để gửi cho anh Kỷ Vương, để có dịp nhìn lại cái căn nhà thân thương của mình nha. Sẵn cho bà con cô bác ở gần xa xem cái con đường Nguyễn Trãi những cái ngày cuối năm buôn bán tấp nập thế nào nha. Thì không biết là cái căn 211 nằm ở khúc, hình như có đi qua rồi nhưng mà không nhớ rõ, nó nằm ở khúc Quỳnh Mẫn Đạt này hay là ở khúc trên nữa. Nhưng mà để tới đường Nguyễn Trãi đi rồi mình sẽ nhìn lại ha. Đó, ngã tư này là đường Nguyễn Trãi rồi. Mình quẹo phải thôi. À đúng rồi, đây khúc này là 271 nè. 271 vườn hoa Úc Tài rồi đó. Tiệm bánh ABC rồi. Thì gần đây nếu mà anh chị các bạn ở khách sạn Nam Hy á, thì cũng đi bộ ra đây cũng gần nè. Cũng rất là tiện nè. Ăn uống mua sắm. Thì căn nhà 219 211 này bán quần áo nè. Căn này bán quần áo. Đó. Thì mình nhìn thì chắc để quay lại đi vô hẻm xem sao. Thì nhìn thì cái vách nó bằng cây á. Để mình quay lại cho anh chị xem rõ nha. Đó, mình quay lại theo hướng về chợ lớn. Cái số 211 này là cái con hẻm. Để chúng ta đi vào hẻm xem sao. Trên lầu là có người ở.
một số hình ảnh ở căn nhà 211 và con hẻm 213 để gửi đến anh Kỷ Vương nha. Hy vọng là mình sẽ nhìn ra được căn nhà của mình. Em thấy căn nhà đó là một trong những căn nhà mà còn động lại nhiều ký ức nhất. Nằm ở trên con đường Nguyễn Trãi này thì đa số sẽ người ta sẽ thay đổi mới liên tục à. Tại vì những cái shop, những cái hiệu nó sẽ sửa sang liên tục. Có lẽ căn nhà của anh là ít người ở hoặc là ít cho thuê gì đó, nên ít sửa sang. Ở trên thì có cái gác vách gỗ. Ở phía dưới thì bán quần áo rất là nhiều ha. Bây giờ cũng gần Tết rồi nên cái đường Nguyễn Trãi này bán rất là nhiều quần áo nè. Không riêng gì đường Nguyễn Trãi mà tất cả các con chợ, chợ cũng bán rất là nhiều đồ Tết, đồ quần áo. Thì nếu mình đi hướng này thì chút xíu nữa mình sẽ đến cái ngã tư Cộng Hòa. À, ngày xưa là Cộng Hòa, bây giờ là Nguyễn Văn Cừ. Rồi đi tới xíu nữa thì mình đến quận Nhất. Thì ngay cái ngã tư Cộng Hòa đó bán rất là nhiều cái ba lô túi sách. Nguyễn Trãi khúc này là hẻm 51 nè, hẻm mà chuyên sửa xe máy nè, có nhà hàng, nhà xưa nè. Rồi ngay đây là trường Bác Ái ngày xưa ở đây. Bây giờ là trường Đại học Sài Gòn. Ở đây thì có cái shop đồ lót, đồng giá 19.000, chưa tới 1 đô nữa. Bảo hiểm, đồ khăn choàng cổ rất là nhiều ở con đường Nguyễn Trãi này. Thì cái video này tuy em thực hiện bằng xe máy này vì con đường rất là dài. Tết kẹt xe liên tục. Gặp giờ này là giờ cao điểm, giờ học sinh tan trường. Đây có trường mầm non Vàng Anh nè. Rất là đông luôn. Bữa nay là họp phụ huynh nên xe đông rất là nhiều. Đây là đường ngã tư Nguyễn Văn Cừ. Ngay góc đường như ngày xưa thì bán rất là nhiều cái vali túi sách ha. Có một số anh chị hỏi khi mà về Sài Gòn thì ở đâu, ăn đâu, thì nó thuận tiện cho cái việc đi lại. Thì theo em thấy thì theo như ông bà mình nói hay nói là ăn quận 5, chơi quận Nhất, nằm quận 3, đó là những cái đặc điểm của cái Sài Gòn mình. Thì ở quận 5 thì có rất là nhiều cái hàng quán ăn uống, như nếu em thấy thì ở quận 5, nếu mình ở ngay khách sạn ở Nam Hy của lúc trước mà một số anh chị đã ở chia sẻ, thì theo em thấy thì nó cũng tiện lắm. Em đã có quay cái khách sạn Nam Hy rồi, nhưng mà người ta đầy phòng nên em không có vô quay bên trong được, nên chỉ hỏi thông tin và
Em có để phần thông tin trong phần mô tả đó. Đó, các anh chị có thể xem qua tham khảo ha. Mình có thể đặt online luôn cũng được nữa. Rồi, một số thông tin về cái căn nhà 211 và cái con đường Nguyễn Trãi những ngày cận Tết, cập nhật cho các anh chị các bạn xem cho vui nha. Rồi, chúc mọi người ngày mới vui vẻ và nhiều hạnh phúc. Đây, ta đi xíu nữa là tới cái rạp Quốc Thanh này nè. Đây là trường Đức Trí nè. À, không biết ngày xưa có anh chị các bạn nào mà có kỷ niệm về trường Đức Trí không ha. Đây rạp Quốc Thanh đây. À, rạp đó mới được sửa lại thôi.